Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng Bước Chút Thời Gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là cái van điều khiển điện đuôi lốc của Mac GL250 2016. Đây anh em nhé, đây chính là cái van của nó này. Cái bản lốc đời này thì nó sử dụng cả mặt hít và cả van đuôi. Đây chính là cái van điện giúp đóng mở của lốc này. Đây, bên trong là xo này. Đây là phần dưới là bảng mạch điện tử này. Đó. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái van đuôi điều khiển lốc điều hòa của Mac GL. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT, số 1 ngõ 319 Tâm Trinh, số liên hệ là 0856727222. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.